Ủy ban Nhân dân thành phố Sông Công vừa tổ chức thành công hai phiên đấu giá quyền sử dụng đất tại dự án hạ tầng khu đô thị số 4 phường Châu Sơn, dự án hạ tầng khu dân cư đường Nguyễn Văn Cử phường Bách Quang đợt 4 và dự án hạ tầng khu dân cư phường Bách Quang đợt 3. Theo đó, đã có trên 1.000 hồ sơ tham gia đặt cọc tại dự án hạ tầng khu đô thị số 4 phường Châu Sơn với 109 lô đất, mỗi lô có diện tích từ 100 đến 311 mét vuông, giá khởi điểm từ 5 triệu đến 11 triệu đồng một mét vuông tùy từng vị trí. Đối với dự án hạ tầng khu dân cư đường Nguyễn Văn Cử phường Bách Quang đợt 4, có 35 lô và 18 lô thuộc dự án hạ tầng khu dân cư phường Bách Quang đợt 3. Mỗi lô đất có diện tích từ 98,5 đến 185 m2, giá khởi điểm từ 5,7 đến 8,2 triệu đồng một mét vuông tùy vị trí. Đã có trên 200 hồ sơ tham gia đấu giá tại đây. Tại các phiên công bố, công ty đấu giá Hợp Danh Việt Bắc đã công bố giá đã trả của người tham gia đấu giá và lựa chọn người trúng đấu giá là người có phiếu trả giá hợp lệ và trả giá cao nhất. Kết quả, 109 lô đất tại dự án hạ tầng khu đô thị số 4 phường Châu Sơn đã được đấu giá thành công. Tổng số tiền thu được là 131 tỷ đồng, bằng 171% so với giá sàn. Tổng số tiền thu được tại phiên công bố giá đối với 53 lô đất tại dự án hạ tầng khu dân cư đường Nguyễn Văn Cử và dự án hạ tầng khu dân cư phường Bách Quang là 70 tỷ đồng, bằng 183% so với giá sàn. Ngay tại phiên công bố, người trúng đấu giá đã được các cơ quan chuyên môn của Ủy ban Nhân dân thành phố Sông Công hướng dẫn hoàn thiện các thủ tục hành chính để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định. Phiên công bố giá được diễn ra thành công, đảm bảo tính độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan theo đúng quy định của pháp luật.